Chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Dũng giới thiệu cho mọi người một chiếc tông đơ nữa. Cái tông đơ nhìn rất là quen đúng không? Tông đơ này ở trên YouTube của thần cắt tóc phát những cái video cắt tóc thì rất là nhiều. Ở bên Mỹ người ta xài rất là nhiều và Việt Nam đang rất là phổ biến. Thì Dũng sẽ chia sẻ lại cho những cái anh chị nào mà chưa xài cái tông đơ này qua hiểu rõ thêm về nó. Cái sản phẩm này nó có tên là One Magic Clip. Sản phẩm này là xài pin nha các bạn, không dây, rất là tốt. Cái lưỡi của nó rất là mỏng, lưỡi trên và lưỡi dưới luôn rất là mỏng. Và đặc biệt là cái sản phẩm này trang bị bộ lưỡi kép. Lưỡi kép là các bạn có thể nhìn ở trên hình là một răng ngắn và một răng dài so le xen kẽ với nhau, thì nó tạo nên một cái hiệu ứng khi các bạn cắt tóc phay trắng xác rất là mịn, rất là đều và rất là nhanh, nhanh hơn những chiếc tông đơ thông thường đấy. Và đây là cái lưỡi dưới của nó rất là mỏng, cắt tóc rất là ăn. Nói về tông đơ phay thì không phải là nó dùng để phay không, các bạn có thể cắt lược luôn, các bạn có thể kê lược vào các bạn cắt luôn, vẫn rất là ăn tóc bình thường. Cái động cơ của nó rất là mạnh, các anh chị có thể xem thử và nghe thử cái tiếng động cơ của nó rất là mạnh, rất là ăn tóc. Các cái dạng mà gắn cữ vào phay thì rất là tốt. Cái sản phẩm này thì có luôn cái cữ 1.5, 4.5 dùng để phay tạo hiệu ứng trắng rất là tốt. Phiên bản này là phiên bản 8 cữ, 8 cái cữ màu đen gá thép thì nó sẽ bền hơn, bền hơn là cái cữ bằng nhựa không. Và đặc biệt khi các anh chị mua cái sản phẩm này ở bên shop thần kinh tóc thì sẽ được tặng thêm một cái khay chứa cái cữ này, chứa 8 cái cữ này, rất là ngăn nắp gọn gàng, không phải đi kiếm chỗ này chỗ kia cái cữ của mình để đâu nữa. 1.5 3 6 4.5 10 13 19 và 25mm, nó gồm 8 cái cữ như vậy nha các bạn, rất là đầy đủ dùng để phay tóc. Tám cữ và được tặng một cái khay. Đây là cái cục sạc của nó. Sản phẩm này là được sản xuất tại Mỹ luôn nha các bạn, được bảo hành trong thời gian là 1 năm, rất là chắc chắn, rất là bền, rất là tốt. Chỉ cần các bạn bảo quản thôi, cắt bình thường chỉ cần các bạn bảo quản tốt và nó sẽ xài bền theo 5 tháng luôn. Rồi, để Dũng điểm sơ lại những cái ưu điểm nổi bật của cái chiếc tông đơ này ha. Đầu tiên là về phần lưỡi, thì phần lưỡi thì như ban đầu Dũng đã nói rồi thì nó rất là sắc bén, cắt rất là sắc nét, phay rất là mịn, hiệu ứng rất là tốt. Và đặc biệt nó cắt tóc xoăn rất là tốt, nó gom tóc xoăn cắt một cái rẹt là xong luôn nha các bạn, không có bị dỏi tóc ra cái tóc xoăn, nó rất là bền. Tại vì bên One cái công thức của họ là họ pha thêm một chút xíu kim loại bạc ở trong đó. Bằng chứng là khi các bạn bật cái máy này lên, cái lưỡi cắt của nó tạo ra một cái âm thanh nó rất là giòn, khác hơn so với những cái chiếc tông đơ khác. Chính vì cái kim loại bạc này cộng với cái thời tiết khí hậu của Việt Nam, cho nên các bạn bảo quản không kỹ thì cái lưỡi này nó sẽ bị đen. Bằng chứng là khi các bạn vào những cái tiệm tóc chuyên nghiệp nguyên một dàn tông đơ Mỹ của họ đều cái lưỡi đều bị đen hết. Và cái điều đó rất là bình thường, nó không ảnh hưởng gì đến cái việc cắt không bén rồi cái lưỡi không tốt không, nó vẫn sắc nét như thường. Pin của cái tông đơ này có thể xài liên tục trong vòng khoảng từ 90 cho đến 120 phút và được trang bị công nghệ là tự động ngắt dòng điện khi sạc đầy, rất là tiện lợi. Và đặc biệt khi mọi người mua hàng tại website thầnkinhtóc.vn thì sẽ được miễn phí giao hàng. Trên web có rất nhiều những sản phẩm đang được miễn phí giao hàng, các bạn có thể vào xem trực tiếp, ví dụ như là kéo, tông đơ, gel cạo và tất cả các cái máy làm tóc đều được miễn phí giao hàng hết. Và cái sản phẩm này bảo hành trong thời gian là 1 năm và quà tặng là một cái khay chứa cữ ngăn nắp gọn gàng, không cần phải đi kiếm những chiếc cữ của mình để đâu nữa, rất là tiện lợi. Các anh chị nào muốn đặt hàng thì cứ bình luận dưới video này giúp Dũng ha. Hoặc là có bất kỳ các câu hỏi nào về sản phẩm thì cứ bình luận, hoặc là để lại số điện thoại thì bên Dũng sẽ tư vấn lại cho các bạn hết.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.